Đúng rồi, cha đã nhớ ra rồi. Cha nhớ chuyện gì hả cha? Cha đã nhớ ra, trước khi hốt hồn cha, nó có nói khi nào ta chết các ngươi mới được hóa giải phép thuật. Nhưng nay phép thuật mới được hóa giải có một phần, nên mình có thể lấy thứ tàn tro của nó để mà dùng thử xem sao. Ý cha là lấy tro từ xác của yêu tinh hả cha? Con cứ thử xem sao. Cha và mọi người ở đây đâu còn gì để mất nữa. Như cha anh nói đó, mình cứ thử xem sao. Chữa cho tôi với. Sắp tới tuổi chưa? Tôi thử. Sao rồi cha? Sao rồi cha? Sao rồi? Chữa không kia sáng không? Khó chịu quá. Cậu, cậu là con trai tôi sao? Dạ phải. Con là con của cha nè. Lâm nè cha. Lâm. Vậy là tôi nhìn thấy rõ con tôi rồi. Con dạ. Rồi thôi để cha phụ con giúp mọi người. Giúp mọi người đi cha. Giúp mọi người đi cha. Để tôi giúp anh nha. Con cảm ơn cô cậu nhiều lắm. Không có gì. Tụi tôi cảm ơn cô cậu nhiều lắm. Ủa, cô này nhìn thấy quen quá. Đúng rồi, cô là người đàn dụ dỗ tụi tôi nè. Dạ phải, tôi chính là người đã dùng tiếng đàn để mê hoặc mọi người suốt 5 năm qua. Nhưng quả thật là tôi không cố ý hại mọi người. Chính mụ yêu tinh đã bắt cóc tôi về đây và ép tôi phải làm chuyện đáng xấu hổ đó. Chính vì vậy, tôi là người gián tiếp đã đưa nhiều người lâm vào cảnh này. Tội của tôi cũng đáng chết. Bây giờ mọi người muốn xử phạt tôi như thế nào cũng được, tôi đều chấp nhận. Cô đừng có nói như vậy. Nếu không có cô giúp sức thì còn lâu tôi mới tìm ra được điểm yếu của mụ yêu tinh. Cô cũng bị mụ ta dùng phép thuật đi khống chế, chứ cô đâu có muốn như vậy đâu. Cậu nói phải đó, tụi tôi không có giận cô đâu. Đúng đó, nếu không có cô và cậu Lâm đây giúp đỡ thì chúng tôi chỉ là những đám cây vô tri vô giác. Thôi cô đừng có nghĩ nhiều nữa, cứ vui lên đi. Mọi người tha thứ cho tôi thật sao? Thôi cô đừng nói vậy. Cô có lỗi gì trong chuyện này đâu chứ. Bất cứ ai bị phép thuật của mụ phù thủy đó thì cũng làm như vậy thôi. Mọi người hiểu cô mà. Đúng rồi, đúng rồi. Không có ai trách cô đâu. Đúng rồi.